Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đến Thuận Ngày Mới thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Đến Thuận. Chương trình Đến Thuận Ngày Mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin kinh doanh bất động sản, một điểm báo và điểm đến ấn tượng Đến Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Để thực hiện kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường nhận thức sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy xanh hóa các ngành kinh tế, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%, 100% rác thải hữu cơ ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế, không làm phát sinh việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt từ các mô hình kinh tế tuần hoàn ở đô thị. Tối đa hóa tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định ở các khu đô thị. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã xuống giống trên 2.000 hectare cây dài ngày, trong đó cà phê 359 hectare gồm trồng mới và ghép cải tạo, hồ tiêu 334 hectare, điều 85 hectare, mắc ca 400 hectare và trên 900 hectare cây ăn quả các loại. So với năm 2021, người dân đã thận trọng hơn trong việc xuống giống các loại cây trồng, nhất là lựa chọn chủng loại, cây giống, chi phí, đầu tư. Phần lớn các loại cây trồng được người dân lựa chọn đầu tư phát triển đều nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của tỉnh. Trong đó, nhiều loại cây trồng chủ lực của tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế, như điều, cà phê, sầu riêng. Để giúp nhà nông phát triển cây trồng hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chất lượng cây giống, vật tư nông nghiệp. Tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương có nhiều hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc cây giống vật tư. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây mới xuống giống, xây dựng các mô hình trình diễn để người dân tìm hiểu, học tập, áp dụng. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền định hướng người dân phát triển các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, khuyến khích phát triển các loại cây chủ lực có tiềm năng lớn theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và ổn định giá thành sản phẩm. Được biết đến nay, tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh là gần 227.000 hectare. Sau thông tin một số doanh nghiệp ở Lâm Đồng cung cấp rau củ Việt Gáp cho một số đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh không đúng với cam kết, tình hình sản xuất cung cấp rau Việt Gáp ở Lâm Đồng vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất rau của Việt Gáp ở Lâm Đồng vẫn ổn định sản xuất và cung ứng hàng cho các siêu thị lớn. Thậm chí các doanh nghiệp làm ăn uy tín còn có đơn đặt hàng tăng. Qua vụ việc một số doanh nghiệp ở Lâm Đồng cung cấp rau củ Việt Gáp cho một số đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh không đúng với cam kết, các doanh nghiệp hợp tác xã đã tiến hành rà soát kiểm tra lại các chứng nhận Việt Gáp của những thành viên, người dân liên kết sản xuất để đảm bảo theo quy trình, tránh gây mất uy tín. Được biết, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các đơn vị có liên quan đến vụ việc trên để có biện pháp xử lý. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Ninh Thuận, ở các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay ngày càng nhiều bà con mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh mà còn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào ở miền núi đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn. Quyết tâm thoát nghèo, anh Cha Ma Lý Hải ở thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc đã vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư vào chăn nuôi và trồng lúa. Đến năm 2020, anh vay thêm 80 triệu đồng đầu tư mở rộng mô hình vườn ao chuồng. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo, trả lãi và gốc cho ngân hàng đúng hạn. Anh còn mua sắm được phương tiện đi lại, đời sống được nâng lên, con cái được học hành đàng hoàng. Nhờ cái tiếp cận cái nguồn vốn này tạo công ăn việc làm cho em để có thêm thu nhập cho gia đình, tạo thêm công ăn việc làm cho công nhân địa phương, như là
mở rộng cái mô hình nuôi gà, nuôi heo đen, tới đến khi mà xuất chuồng thì em sẽ kiếm cái nguồn ra cho bà con. Vốn vay á, mình vay cái chương trình nào thì đầu tư vào cái mục đích đó để có hiệu quả hơn. Nhờ có cái vốn đó gia đình tôi đã thoát nghèo và được ổn định hơn. Anh Hải, chị Diêm là những hộ điển hình trong số 28.127 hộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận hiện đang vay vốn từ ngân hàng chính sách đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay số tiền bà con vay để sản xuất kinh doanh đạt 892 tỷ đồng, chiếm 32% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều người dân đã nắm bắt được cách thức làm ăn và nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nhờ sự vốn vay từ chính sách xã hội do huyện Bảo Lộc nhờ chị em phụ nữ trong xã đã tạo điều kiện cho em được vay vốn. Bằng từ cái vốn mà họ đầu em vay có 5 triệu, rồi sau này nhân lên 10 triệu, rồi sau này vay lần là cuối cùng là được 50 triệu. Sau đó nói chung là kinh tế gia đình nó phát triển hơn. Để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức giao dịch tại 65 điểm giao dịch xã, thành lập 1.581 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đang phát huy hiệu quả, trở thành mạng lưới rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Thì của xã thì cũng cố định vào ngày 22, thì xã cũng sắp xếp chỗ cái điểm giao dịch cũng là chỗ khăn trang là để mà tiện cho bà con đến giao dịch cũng như trả nợ, rồi là kể cả thứ bảy nhật. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt hơn 2.808 tỷ đồng, tăng 2.729 tỷ đồng, gấp 35,5 lần so với năm 2003, với 76.019 hộ đang sử dụng vốn. Con số ấn tượng này cho thấy tín dụng chính sách đang là một trong những công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ bám sát định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng với sự lãnh đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giúp cho hộ nghèo đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tín dụng chính sách xã hội là điểm sáng trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chính sách này không chỉ góp phần thay đổi tư duy của hộ nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận, hiện Ninh Thuận đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường nối từ cao tốc Bắc Nam với quốc lộ 1A và cảng biển tổng hợp Cà Ná. Dự án có tổng mức đầu tư 903 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án đang đấu thầu qua mạng lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 21 thi công đoạn tuyến từ km 0+000 đến km 3+500. Và gói thầu số 22 thi công đoạn tuyến từ km 3+500 đến cuối tuyến. Hai gói thầu này dự kiến mở thầu vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 22,7 km, điểm đầu tại nút giao thông đường dẫn vào cao tốc Bắc Nam với tỉnh lộ 709. Sau đó tuyến sẽ đi về phía đông nam khoảng 9,8 km để giao cắt với quốc lộ 1A tại km 1578+900, điểm cuối kết nối với cảng biển tổng hợp Cà Ná. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành sau 4 năm triển khai. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quốc từ 148.000 thùng một ngày tương đương 6,5 triệu tấn một năm lên 171.000 thùng trên một ngày tương đương 7,6 triệu tấn trên một năm thay vì 192.000 thùng một ngày đã được phê duyệt trước đó.
Dự án điều chỉnh sẽ có tổng mức đầu tư mới là khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, công suất được nâng lên 171.000 thùng dầu thô mỗi ngày với hỗn hợp dầu thô thiết kế là Azeri BTC 53% cộng Espo 47%. Sau khi hoàn thành dự án, nhà máy có thể vận hành dầu thô hỗn hợp có hàm lượng lưu huỳnh đến 0,34% khối lượng. Theo báo cáo điều chỉnh công ty trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thì năm 2022 bắt đầu triển khai dự án, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 và vận hành thương mại vào đầu năm 2026, sẽ cho ra các loại sản phẩm xăng RON 92, RON 95, dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Thời tiết chuyển mùa, trời nóng ẩm, mưa nhiều có khi chuyển lạnh đột ngột vào đêm là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do vậy, những ngày này, số người già, người có bệnh mãn tính và trẻ em phải nhập viện điều trị do có vấn đề về sức khỏe tại tỉnh Lào Cai tăng cao. Thực kê 50 giường, hiện tại công suất sử dụng giường bệnh của khoa nội hô hấp nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai luôn đạt từ 90 đến trên 100%. Bệnh nhân đông, trong đó chủ yếu là người già và người mắc các bệnh lý mãn tính liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, xoang, viêm phế quản, hen phế quản. Thì khi thời tiết sang mùa thì rất dễ là khởi phát đợt cấp mà bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện để điều trị. Các bệnh nhân đã có bệnh lý nền về hô hấp thì khi ra mùa thì các bệnh nhân nên rất là giữ ấm, tiêm phòng cúm, phòng phế cầu hàng năm. Khởi phát ra đợt cấp thì nên nhập viện điều trị và không nên tự ý đi mua thuốc về tự điều trị tại nhà. Không dừng lại ở đó, thời điểm này, bệnh nhi mắc các bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa, dị ứng nhập viện cũng tăng cao. Tại khoa nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang điều trị cho 120 bệnh nhân nội trú, tăng 30-40% so với thời điểm trước. Đối với những bệnh nhân đã mắc bệnh, thời tiết chuyển mùa làm cho tình trạng bệnh càng trở nên nghiêm trọng. Riêng trẻ có sức đề kháng kém thì khả năng mắc bệnh tăng cao. Khoa phòng cũng như bệnh viện này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất là về trang thiết bị, thì thuốc men và cơ sở vật chất, bố trí các phòng và kê các thêm các giường bệnh, sàng đón bệnh nhân vào viện là không phải nằm ghép. Hiện nay đang là thời điểm các dịch bệnh như COVID-19, cúm A, các loại virus lạ gây bệnh nguy hiểm đang gia tăng. Do vậy, người dân cần chủ động phòng tránh, bổ sung chế độ dinh dưỡng đủ chất, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ để phòng tránh mọi bệnh tật. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận ngày mới, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ đến động. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh bất động sản. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về tình hình kinh doanh và bất động sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phóng sự Hội doanh nhân trẻ chuẩn bị tham gia Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bản tin. Nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, gần Bệnh viện Quảng trường 16 tháng 4, Công viên Cây Xanh, Bãi biển Bình Sơn Ninh Chữ và khu dân cư hiện hữu. Khu dân cư Mỹ Bình 1, phường Mỹ Bình được đầu tư xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất có kết cấu hạ tầng đồng bộ với đầy đủ các tiện ích. Hệ thống trường học, công viên gần các trung tâm thương mại. Hiện khu dân cư Mỹ Bình 1, phường Mỹ Bình đã hoàn thiện hạ tầng cơ bản và được Ủy ban dân tỉnh đồng ý chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với 42 lô đất còn lại tiếp giáp đường Phan Bội Châu ở tại khu dân cư với giá từ 2,7 đến 3,5 tỷ đồng trên một lô. Khách hàng có nhu cầu sử dụng đất ở tại khu dân cư Mỹ Bình 1 xin liên hệ qua số điện thoại 02593686686 hoặc đăng ký mua hồ sơ đấu giá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, số 2 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thời gian nhận hồ sơ đấu giá từ nay đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2022. Thưa
Vừa qua, Văn phòng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Ninh Thuận tổ chức giải bóng đá tranh cúp Hội Môi giới Bất động sản Ninh Thuận lần thứ nhất năm 2022. Tham gia có 9 đội đại diện cho các sàn giao dịch trong lĩnh vực bất động sản trong và ngoài tỉnh. Giải đấu hướng tới mục tiêu tạo dựng sân chơi cho cán bộ nhân viên nhằm nâng cao sức khỏe và hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó sẽ tăng cường liên kết giữa các hội viên của hội cũng như liên kết với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực bất động sản, đồng thời cũng là cơ hội của các doanh nghiệp bất động sản quảng bá sản phẩm thương hiệu của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022, tỉnh ta sẽ tổ chức Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội. Tham gia sự kiện này, bên cạnh kết nối quảng bá các sản phẩm du lịch, Hội Doanh nhân trẻ còn làm cầu nối giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá ký kết mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của Ninh Thuận với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội và doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc. Công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt, các nhà máy chế biến Nha Đam lớn nhất nước tại khu công nghiệp Thành Hải, trung bình mỗi năm công ty thu mua 23-24.000 tấn lá Nha Đam, chiếm hơn 50% sản lượng Nha Đam của tỉnh. Hiện công ty đang chuẩn bị 6 sản phẩm mới từ Nha Đam để giới thiệu quảng bá tại sự kiện này. Công ty tham gia Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Ninh Thuận tại Hà Nội với mục đích giới thiệu các sản phẩm Nha Đam của công ty đang sản xuất tại nhà máy đến với người tiêu dùng phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm đặc thù OCOP của tỉnh, đến với Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội, công ty cổ phần Sao Kim Ninh Thuận sẽ đại diện Hội Doanh nhân trẻ giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp đặc thù của Ninh Thuận. Chúng tôi cũng có những ký kết, ghi nhớ nhằm quảng bá những sản phẩm đặc thù đặc trưng và cũng ký kết để giới thiệu đến cho những doanh nghiệp phía Bắc thấy được cái tiềm năng đầu tư vào những cái sản phẩm nông nghiệp hiện tại đang rất là được ưa chuộng. Đến nay có gần 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội. Trong đó có 22 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đặc thù của tỉnh sẽ giới thiệu quảng bá trên 50 sản phẩm đặc trưng của vùng đất nắng và gió Ninh Thuận. Tất cả các doanh nghiệp của phía Bắc sẽ tham dự trong hội nghị này. Điều đầu tiên là chúng ta đã mở rộng cái mối quan hệ. Thứ hai nữa, trong cái mở rộng mối quan hệ chúng ta được có thể là kết nối giao thương, bằng chứng là các cái tỉnh và doanh nghiệp ở phía Bắc đang tập trung đầu tư thứ nhất về lĩnh vực du lịch, bất động sản, năng lượng, nông nghiệp. Đây là những ngành quan trọng của mình. Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư ở nhiều lĩnh vực, kết nối giao thương, chia sẻ thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có chất lượng, góp phần thắt chặt mối liên kết và thúc đẩy kinh tế xã hội của hai địa phương phát triển. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản. Sau đây biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng. Sau đây là chuyên mục điểm báo. Việt Nam dù được đánh giá sẽ là nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á trong năm 2022 và 2023, song vẫn còn nhiều lực cản rất cần chính phủ xem xét trợ giúp để doanh nghiệp vượt khó, tìm cơ hội cho mình thúc đẩy kinh tế phát triển. Phân tích vấn đề này, chuyên trang kinh tế báo Tiền Phong có bài Yếu tố nào giúp kinh tế Việt Nam bứt tốc tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á? Hiện Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với 52 nền kinh tế, mở ra cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cần phải phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để xác định rõ xu hướng thị trường, tìm thấy các cơ hội mới để phát triển doanh nghiệp. Khi có cơ hội phải tranh thủ tận dụng vì các nước khác cũng đang cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam. Bên cạnh đó, để kinh tế Việt Nam bứt tốc tăng trưởng, cần khuyến khích các tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư vào khoa học công nghệ như vận dụng kinh tế số trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, nông lâm, thủy sản. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam phải kết nối thành chuỗi giá trị với những doanh nghiệp khác ở châu Âu để nâng cao giá trị. Liên quan đến vụ rau Việt Gáp giỏm bị tuồn vào tiêu thụ tại siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thời gian tới sẽ tập trung xây dựng mã số vùng trồng để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời rà soát lại tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp. Theo thông tin từ bài viết trên báo Kinh tế Đô thị, cả nước hiện có trên 40 tổ chức được cấp đủ điều kiện chứng nhận sự phù hợp. Nếu đơn vị nào cấp chứng nhận Việt Gáp mà không đánh giá đầy đủ sẽ bị xử phạt từ 100 đến 150 triệu đồng, thậm chí bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn cho địa phương phối hợp với VNPT để xây dựng phần mềm thực hiện cấp mã số vùng trồng trực tuyến. Việc cấp mã số này cũng giao cho địa phương thực hiện, trong đó có quy định rõ điều kiện cấp mã vùng trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh có nhu cầu. Việc này là khuyến khích chứ không bắt buộc. Khi được cấp mã vùng trồng, chúng ta có thể truy xuất được nguồn gốc, địa điểm, sản lượng, thời gian trồng và thu hoạch. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị cơ sở đào tạo cần hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Cùng với đó, cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học, đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc tổ chức nhập học sau khi thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đối với thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm nhưng sơ suất không đăng ký thành công trên hệ thống, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển bổ sung ngay như đối tượng đã đăng ký xét bổ sung. Chuyên trang sức khỏe báo Vietnamnet đăng tải thông tin hàng loạt nơi tăng bệnh nhi adenovirus, Bộ Y tế bàn gấp giải pháp thu dung điều trị. Hiện nay, ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 1.400 trẻ nhiễm adenovirus với 7 ca tử vong, Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện của Hà Nội cũng ghi nhận gần 100 ca bệnh tương tự. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Đây là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Tuy nhiên, nếu bệnh nhi đã mắc cái bệnh lý nặng phức tạp hoặc phải can thiệp phẫu thuật mắc thêm adenovirus có nguy cơ tử vong cao. Trước mắt, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cần bố trí buồng riêng cho bệnh hô hấp, không nằm chung bệnh khác, tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn như đeo khẩu trang, khử khuẩn, không để lây lan dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông không gây hoang mang trong cộng đồng. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp theo chương trình Đến Thù Ngày Mới sáng nay, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trong tuần. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Sau đây là những tin tức chính diễn ra trong tuần. Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố. Khai mạc Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Hội nghị chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và một số tin tức quan trọng khác. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Vừa rồi là một giới thiệu những tin tức diễn ra trong tuần. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận Ngày Mới, biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm tại chợ đêm du lịch Ninh Thuận. Mua sắm và thưởng thức văn hóa ẩm thực cho người dân địa phương cũng như là du khách khi đến với Ninh Thuận. Tháng 1 năm 2017, chợ đêm Ninh Thuận chính thức hoạt động. Và khi đi vào hoạt động, chợ đêm Ninh Thuận đã thu hút rất nhiều người dân địa phương cũng như là du khách khi đến với Ninh Thuận. Và điểm đến tiếp theo mà Thu Trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay đó chính là chợ đêm Ninh Thuận. Chợ đêm tối ngày hôm nay thì Thu Trình cũng được thỏa sức với niềm đam mê này. Ở đây trong bài này.
và các bạn, khi đi vào hoạt động thì chợ đêm du lịch Ninh Thuận đã thu hút rất đông người dân địa phương cũng như là du khách đến tham quan mua sắm. Và ở đây thì có rất là nhiều gian hàng như là quần áo, giày dép, phụ kiện và rất là nhiều thứ nữa. Và bên cạnh những mặt hàng đó thì chợ đêm Ninh Thuận cũng có rất là nhiều món đặc sản của Ninh Thuận như là bánh xèo, bánh căng và cả những món đồ nướng nữa. À chị ơi, dạ chị, cho em hỏi là đồ nướng ở đây là mình tự chọn món mình nướng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cho em mượn cái cây em chọn món nha. Dạ chị, những cái món đồ nướng này nè là mình bán trong ngày luôn hả chị hả? Dạ trong ngày, ngày nào hết thì đó. Dạ. Giờ đêm này đông á không có đủ. Dạ. Một đêm như vậy thì chị bán được nhiều không? Tùy theo tình trong ngày. Cái này là món gì đây chị? Bò lá lốt. Bò lá lốt. Rồi em lấy thêm một cuộn này nữa. À cái này thì phần này là nướng của chị đúng không ạ? À, chị nướng giùm em nhé. Chợ đêm Ninh Thuận chỉ mới đi vào hoạt động, nhưng với những quầy hàng đặc sản của địa phương, những quầy hàng lưu niệm và cả văn hóa buôn bán và văn hóa ẩm thực đã tạo nên một nét riêng có cho chợ đêm Ninh Thuận, thu hút đông đảo người dân và du khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cùng với chương trình dạo quanh chợ đêm tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở điểm đến kỳ sau. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Khánh Hằng và Quốc Hưng chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.